Xin chào quý anh chị và các bạn đến với kênh YouTube Hùng Xe Hơi và đến với Toyota Bắc Ninh. Hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Fortuner vào thời điểm tháng 3 và tháng 4 năm 2024 này. Và trước mắt quý anh chị đây là hai chiếc xe trong của phiên bản Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu một cầu Legender. Và em sẽ đi xung quanh một vòng hai chiếc xe này và đồng thời cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Toyota Fortuner thì được phân phối ở thị trường Việt Nam với tổng cộng là 5 phiên bản, có cả máy dầu, có cả máy xăng. Và đối với phiên bản máy xăng thì là nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, có giá lần lượt các phiên bản như sau. Đối với phiên bản một cầu máy xăng thì có giá niêm yết là 1.165.000.000, mà thời điểm hiện tại thì bên em đang giảm cho anh chị là 22 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh sẽ rơi vào khoảng 1.265.000.000. Nếu anh chị liên quan quan tâm đến trả góp thì chuẩn bị số tiền khoảng 365 triệu. Phiên bản thứ hai là phiên bản hai cầu máy xăng thì có giá niêm yết là 1.250.000.000 và có lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 1.363.000.000. Còn đối với phiên bản máy dầu thì chúng ta có phiên bản một cầu thường có giá niêm yết là 1.055.000.000 và thời điểm hiện tại bên em đang giảm giá là 11 triệu tiền mặt, tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng là 1.155.000.000. Và phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây là 1.185.000.000 cho phiên bản một cầu máy dầu phiên bản Legender. Và phiên bản thứ ba, phiên bản cuối cùng có giá niêm yết là 1.350.000.000 là phiên bản hai cầu máy dầu máy 2.8 Legender, thì có tính ra lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 1.483.000.000. Vừa rồi thì em đã gửi cho anh chị cập nhật đến anh chị về giá bán thì hiện tại thì em sau đây em sẽ giới thiệu cho anh chị về chiếc Fortuner này có những gì. Trước mắt anh chị đây như em vừa giới thiệu ban đầu, Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu một cầu Legender, một chiếc màu trắng và một chiếc màu đen. Thì chiếc màu đen sẽ chênh so với phiên bản màu trắng là 8 triệu giá niêm yết. Và tính năng thì ở phiên bản này có những gì, như anh chị thấy ở đây là có cụm đèn led chia khoang rất là hay, rất là đẹp, có đèn sương mù dạng led, hai cảm biến trước, xi nhan dạng led đuổi và có cả cam 360. Anh chị thấy là ở trên có một mắt cam ở đầu này, hai mắt cam hai bên gương và một mắt cam ở phía sau. Có hai nút cảm biến để mở cửa ở hàng ghế đầu tiên. Lốp thì rất là lớn anh chị ạ. Lốp thì rất là lớn. Lốp ở đây là lốp lớn thành lốp cao, chiều cao khoảng sáng tầm xe nó sẽ rơi vào 279 mm, khoảng 28 phân. Còn ở phần đuôi xe anh chị thấy là cái thiết kế của đèn hậu này là đã thay đổi, cũng là xi nhan dạng led đuổi, nó sẽ chạy như này. Và có 4 cảm biến phía sau. Phiên bản Legender này phía thanh này sẽ là thanh sơn đen chứ không phải là thanh chrome như phiên bản thường. Còn phần nội thất thì em sẽ mở nội thất cho anh chị xem nhé. Anh chị hôm nay thì sẽ chiêm nghiệm được cả là nội thất ngoại thất màu đen và nội thất màu trắng. Thì ở nội thất của xe sẽ được trang bị những gì? Thứ nhất là ở khu vực này là điều chỉnh cái cửa kính này, điều chỉnh gương, có 11 loa JBL cực kỳ hay, loa màn hình lớn, có lẫy chuyển số sau vô lăng, đèn auto và có cruise control. Điều hòa thì là điều hòa hai vùng tự động anh chị ạ. Cần số có số giả lập và có 3 chế độ lái eco, normal và power. Phanh tay thì vẫn là phanh tay cơ. Đó là những cái trang bị ở trên đây. Và ở trên gương sẽ có là chống chói tự động. Đó là cái thứ nhất. Em cực kỳ tâm đắc cái bộ loa 11 JBL của xe. Và xe 2.4 máy dầu cho ra cái tiêu thụ nhiên liệu khoảng 8,71 lít trên 100 cây. Đường hỗn hợp 18 lít dầu, khoảng 8,71 lít dầu. Còn đây là hàng ghế thứ hai. Fortuner thì là một trong những chiếc xe SUV gầm cao cỡ trung là có hàng ghế thứ hai và thứ ba ngồi thoải mái nhất. Còn cốp thì sẽ có là cốp điện kết hợp với đá cốp. Đó. Kết hợp với đá cốp. Thì cái hàng ghế thứ ba này của xe thì có thể hạ xuống, có thể dựng lên hoặc có thể treo lên. Còn phía bên này là cái kích của xe anh chị ạ. Kích sẽ để ở đây. Và ở phía đuôi xe của xe Fortuner này thì sẽ được trang bị thêm cả một cái tẩu sạc ở đây nữa.
Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner này. Thì anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline trên màn hình. Em xin phép và hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.